con trai cô làm gì? Chắc đẹp trai lắm, nhìn cô xinh thế này cơ mà. Con cô á, hơi đẹp trai đấy. Tuần sau là nó về hẳn. Anh ấy đi nước ngoài về à? Hết đợt cai nghiện, trại đông quá nên cho nó về. Nếu lên cơn lại đi tiếp.